Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là chăm sóc cái cây chuông vàng như thế nào để nó có hoa thật là đẹp. Kìa, cái cây chuông vàng ở dưới góc vườn nhà mình kia. Đây, cái dãy hướng dương vừa rồi mình có giao lưu với các bạn gần như hết rồi, còn một ít để chơi Tết thôi. Đây, đang bón một chút NPK cho nó các bạn. Đây, quay lại cái chủ đề cái cây chuông vàng này. Thì cái cây chuông vàng này thì bản chất nó là dòng cây công trình, cho nên nó cây nó sống rất là khỏe nha các bạn nhé. Và hoa nó rất là thường xuyên, cứ hết lứa hoa này lứa hoa kia, gần như hoa quanh năm. Đây các bạn nhìn thấy quả chưa, nó có quả này. Quả này dùng để nhân giống, nhân giống bằng cách gieo hạt hoặc là dâm cành. Gieo hạt thì nó lâu hơn, dâm cành thì nó nhanh hơn. Cây này của mình là cây một thân, nó thoát thân khoảng độ 2,5 mét. Mình có ý trồng ở cái góc này để sau này nó lên cao, nó ở rìa đường ấy. Nếu mà mọi người đi qua ấy, thì nhìn nó thành một cái cây hoa rất là rực rỡ. Quay lại cái chủ đề là chăm sóc cái cây chuông vàng như thế nào. Thì bản chất cái cây chuông vàng ấy là một cái cây không cần quá nhiều nước. Cho nên là các bạn chủ yếu là tưới tắm cho nó vào cái mùa, ví dụ như mùa nắng quá. Tháng 5, tháng 6 là tưới nhiều. Và cái mùa hanh heo như ở ngoài Bắc bây giờ là cái mùa hanh heo của tháng 11, 12 ấy. Bởi vì cái lượng nước lúc đấy độ ẩm không khí nó rất là thấp. Thì các bạn tưới là các bạn tưới vào buổi sáng sớm và tưới vào lúc chiều muộn nhé các bạn nhé, không tưới cũng đang nắng. Thì chuông vàng điều kiện sống nó rất là đơn giản thôi. Ở đây mình trồng dưới đất. Nó là cây công trình cho nên là các bạn nếu mà trồng chậu thì phải có cái chậu tương đối lớn nhé, không thì các bạn cứ trồng dưới đất cho mình thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Còn bón phân ấy, như ở đây là mình đang bón NPK này. Đây, mình có cái NPK này. Đây là NPK bón bình thường thôi. Các bạn ra cái cửa hàng vật tư nông nghiệp ấy, người ta bán cái NPK cho lúa, hoặc ra cái cửa hàng hoa cây cảnh ấy, mua cái NPK tầm trên dưới 10.000 một cân ấy. Các bạn bón loại nào cũng được nhé. Các bạn đừng nghe người ta bảo là cái loại này kích hoa, loại kia kích hoa nhé. Nó không có đâu. Chẳng qua là ví dụ như cái loại mà nó có cái hàm lượng kali cao ấy thì khả năng đậu hoa đậu trái nó cao hơn thôi. Chứ còn không có loại nào kích hết, người ta bán 6-70 nghìn một cân thì mình thấy nó lãng phí tiền quá. Và các bạn kết hợp với bón phân hữu cơ. Phân hữu cơ thì nó rất là đa dạng. Các bạn có thể bón phân bò mục này, phân gà mục này, rồi bón phân chuồn quế này, hoặc là phân dê này, hoặc là đơn giản hơn thì các bạn lấy những cái trái chuối chín, chuối bỏ đi ấy, thì các bạn chôn vào gốc, hoặc là những cái hoa quả ví dụ như thanh long chín thối chẳng hạn, hoặc vỏ cây, các bạn đổ thêm vỏ lạc, rồi vỏ đỗ, có cái gì các bạn đổ vào gốc ấy, nó rất là dễ chăm thôi các bạn ạ. Ở góc này mình trồng hướng dương này. Để tới này để chơi một dãy hướng dương tháp. Để quay lại chủ đề cái cây chuông vàng này. Bản chất cái cây chuông vàng này ấy, thì hoa của nó rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, hoa rất là đẹp, hoa quanh năm luôn. Cứ hết lứa này lại đến lứa kia luôn. Đấy. Thì cái cây giống của nó cũng có giá trị. Ví dụ như cây này cái hôm mình mua mình chia sẻ với các bạn là 250.000. Mình tự trở về. Các bạn mua ở, nếu mà mua số lượng lớn mà mua ở nhà vườn, ở cái khu người ta làm nhiều ấy, thì chắc là nó cũng chỉ tầm hơn 100.000 thôi. Hoặc là các bạn thấy nhà người ta có cái quả này này, khi nào chín thì các bạn đến xin một vài quả về gieo thì coi mà trồng thoải mái. Hoặc là cắt cành về dâm kích rễ rồi dâm. Thế nào nó cũng sống mà, nó rất là dễ sống. Và cây này khi mà trồng lúc nhỏ này, các bạn lưu ý nhá. Lúc nhỏ là chúng ta phải chống này, buộc chống gông cẩn thận nhé, không bão là nó gãy đấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà trồng thì các bạn đào cái hố rộng một chút. Rồi chúng ta có cái đất tơi xốp ấy, chúng ta cho vào. Thì chúng ta trồng thì cái bộ rễ nó nhanh phát triển thì cây nó sẽ xanh tốt, nó sẽ nhiều hoa. Còn các bạn trồng chỗ cằn quá ấy, nó sẽ rất là lâu phát triển, chậm phát triển nhá. Thì cái rễ ao của mình này, mình đang trồng ngọc thảo này.
Ngọc thảo tầm này đến Tết là cây nó sẽ rất là to. Cây nó sẽ rất là to cho nên là nó sẽ rất là đẹp nhé. Ngọc thảo mình trồng các màu luôn. Đây, đây có một cây cúc chi này. Mình đang có một cái dự định là năm tới là mình sẽ phủ vàng cái cúc chi qua cái dãy này. Đấy, năm nay thì trồng ngọc thảo rồi. Cúc chi này nếu mà nó nở rất là đẹp nhé. Cái hoa cúc chi này ngắt pha trà rất là tốt nhé các bạn nhé. Đấy, cái khu vườn của mình đây nó rất là xanh, nhiều hoa. Có rất là nhiều cái dự định, nhưng mà nó cần cái thời gian các bạn ạ. Cần thời gian để thực hiện. Những cái loài hoa, những cái loài hoa là những cái loài rất là đẹp. Nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc. Đây, ngọc thảo rất là đẹp này. Đây, màu tím này. Cái màu tím này mình thấy nó rất là sáng. Đây là cây liễu pháo này. Mình trồng một số thực dược. Một số thực dược nó đang có nụ này. Khả năng cây này kịp chơi Tết này. Đấy, hy vọng là nó sẽ không nở trước Tết. Mấy cây hoa giấy này hơn một tháng rồi các bạn ạ. Có cái con chim nó rất là hiền này các bạn này. À, hôm trước có bạn hỏi là cái con chim này là chim gì. Đấy, con chim này chim gì. Cái con này nó là phượng hoàng đất nha các bạn nhé. Con chim này là dòng chim cũng khá là hung dữ đấy. Nhưng mà khi mà mình thuần hóa được nó rồi thì nó rất là đẹp. Mình có một cái AV này cho nó này. Độc mình nó thôi, khá là rộng rãi luôn. Đấy, phượng hoàng đất nha các bạn nhé. Cái vườn nhà mình thì nó cũng không quá là hoành tráng, nhưng mà nó đủ để cho dành cho cái đam mê của mình, đam mê của vợ chồng mình. Đấy, đây là cái đồi tùng. Cái đồi tùng nhưng mà mình trồng đủ các thứ trên đời. Mình thì mình rất thích hoa cho nên đồi tùng thì mình cũng vẫn phải trồng hoa vào. Đấy, những cái cây đơn này rất là đẹp. Rồi cây mai vạn phúc này. Rồi cây nhài, nhài ta các bạn ạ. Nhài ta này pha trà cực thơm luôn. Rồi lan chú đỉnh, rồi nguyệt quế. Đấy, rất là nhiều loài hoa. Rồi cây rẻ này là rẻ tứ thời, rẻ quanh năm này các bạn này. Chứ nó không phải cái cây rẻ mà một mùa như là cái cây rẻ kia đâu. Quanh năm đấy, hoa quanh năm luôn. Mình trồng trong cái chậu. Cái chậu này thì là chậu 70. Đây, tùng lá hán này rất là đẹp này. Bông rất là mịn, mấy cái này xong mình sẽ cắt đi. Đây là tiểu cảnh này, nó rất là nhiều cỏ, tới này mình sẽ phải dọn hết. Vâng, xin cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nha các bạn nha.